chiều ngày 5 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang tạm giữ hình sự Dương Duy Hiền, sinh năm 2002, ngụ tại phường Đông Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang để tiếp tục điều tra về hành vi giết người. Theo điều tra ban đầu, khoảng 22 giờ ngày 4 tháng 3, Dương Duy Hiền và Phan Văn Hiếu, sinh năm 2000, ngụ phường Mỹ Phước cùng nhóm bạn đến quán Beer Sam Club thuộc khu vực khóm 7, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên để nhậu. Trong lúc nhậu, Hiền, Hiếu thấy Nguyễn Duy Khanh, sinh năm 1996, ngụ xã Vĩnh Khánh, huyện Thoại Sơn cùng nhóm bạn ngồi nhậu ở bàn đối diện nên nhớ lại ngày 21 tháng 12 năm 2018, Khanh đánh Hiền tại quán này. Sau đó Hiếu ra nơi để xe, mở cốp lấy một con dao xếp và cây gậy ba khúc rồi đi vào quán đưa dao cho Hiền cất giữ. Khoảng 35 phút sau, Khanh và Lê Hoàng Nam, sinh năm 1996, ngụ xã Vĩnh Khánh ra khỏi quán, Hiền đi theo phía sau. Đến nơi để xe, Hiền xông đến, đâm vào lưng Khanh một nhát. Khanh bỏ chạy đến trước cửa quán thì ngã gục. Hiếu dùng gậy ba khúc đánh vào đầu Nam, làm vỡ nón bảo hiểm Nam đang đội. Gây án xong, Hiền chạy về nhà, còn Khanh do vết thương quá nặng đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Mày chạy chứ em qua mà. Lấy cái dao cho mày, nó nói làm sao?